Hội nghị tỉnh ủy lần thứ 15 đánh giá tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và thảo luận phương hướng nhiệm vụ trọng tâm để hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2024. Trong 6 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của tỉnh Thừa Thiên Huế ước đạt 600 triệu đô la Mỹ, tăng 17,4% so với cùng kỳ. Hoạt động chăm sóc sức khỏe người cao tuổi thuộc dự án 7 chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, gọi tắt là dự án 7, bước đầu triển khai có hiệu quả trên địa bàn. Kính chào quý khán giả của Huế Ngày Mới. Vừa rồi là phần điểm những thông tin chính sẽ có trong chương trình Huế Ngày Mới sáng nay, thứ Sáu, ngày 12 tháng 7. Bây giờ là thông tin chi tiết của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lê Trường Lưu, hôm qua, Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 15 đã được tổ chức để đánh giá tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và thảo luận phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm để hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2024 và triển khai một số nội dung quan trọng khác. Khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu khẳng định kinh tế xã hội trong 6 tháng đầu năm 2024 đạt được những kết quả quan trọng, đặc biệt là triển khai có hiệu quả các nghị quyết với quyết tâm thực hiện thẳng lời nghị quyết 54 của Bộ Chính trị. Tuy vậy, vẫn còn một số mục tiêu chỉ tiêu nhiệm vụ chưa đạt. Vì vậy, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị lãnh đạo các ngành các địa phương đi sâu phân tích làm rõ những tồn tại khó khăn cả về khách quan lẫn chủ quan để có hướng khắc phục, đồng thời tập trung thảo luận các giải pháp để thực hiện đạt kết quả cao nhất những mục tiêu chỉ tiêu nhiệm vụ 6 tháng còn lại và của cả năm 2024. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, trong 6 tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP đạt 6,01%, tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên 14.100 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ, thu ngân sách đạt hơn 6.000 tỷ đồng, tăng trên 21%, chi ngân sách nhà nước là 6.198 tỷ đồng, đạt 39% dự toán. Hầu hết các chỉ số về cải cách hành chính tiếp tục giữ thứ hạng cao, giảm tỷ lệ hộ nghèo một cách bền vững, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, năng lực lãnh đạo của cấp ủy tổ chức đảng ở cơ sở được nâng cao, chất lượng sinh hoạt chi bộ ngày càng đổi mới. Mặc dù vậy, tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP vẫn chưa đạt như chỉ tiêu đề ra. Thời gian lưu trú của du khách còn thấp, sản xuất công nghiệp còn gặp nhiều khó khăn. Một số dự án đầu tư ngoài ngân sách đã được khởi công nhưng tiến độ triển khai còn chậm, giải phóng mặt bằng một số dự án còn chậm, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt kế hoạch. Từ thực tiễn triển khai tại các ngành địa phương đơn vị, các đại biểu đã chỉ ra những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các hạn chế tồn tại này. Góp ý về các nhiệm vụ giải pháp tập trung thực hiện 6 tháng cuối năm, về kịch bản tăng trưởng đề ra từ 8,5 đến 9,5%, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho rằng tỷ lệ này rất cao và để đạt được cần sự nỗ lực rất lớn. Để đạt được 8,5% lên thì khu vực dịch vụ tăng 6 tháng cuối năm, nó phải từ 8,9% lên 8,5%. Như vậy thì du lịch chủ yếu là trên 4 lượt khách, trong đó là lưu trú trên 2 triệu lượt khách. Nhấn mạnh sự cạnh tranh quyết liệt giữa các địa phương khi du lịch phục hồi sau đại dịch, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao cho rằng để Huế thực sự là điểm đến hấp dẫn du khách trong bối cảnh này thì cần nhiều giải pháp. Qua cái đánh giá và qua cái khảo sát đối với du khách đến Huế thì chúng tôi cho rằng cái mong muốn lớn nhất của người ta là một là các cái cơ sở dịch vụ chúng ta phải đáp ứng được. Cái thứ hai là những vui chơi. Cái này tôi thấy là tỉnh thành phố chúng ta nỗ lực rất lớn để tạo ra đặc biệt là các khu đi. Tuy nhiên là cái hình thức hoạt động và các mặt hàng để thu hút khu đi như thế nào thì đó cũng là cái chúng ta cần phải suy nghĩ. Có những cái sự thành công, có những cái chúng ta chưa thành công thì cũng cần phải nghiên cứu kỹ, rút kinh nghiệm để làm sao có cái thay đổi. Cùng với những góp ý liên quan đến chính sách đầu tư hỗ trợ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ trong ứng dụng khoa học công nghệ để tăng năng suất chất lượng, từ đó tăng khả năng cạnh tranh đối với lĩnh vực đầu tư công, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cũng đề xuất một số giải pháp. Từ cái quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị và gắn kết giữa đô thị văn hóa và đô thị biển, tôi cho rằng là cần phải ưu tiên, có cái chương trình hành động để ưu tiên phát triển cái trục ven biển từ Điện Lộc vào đến Vĩnh Thanh,
đặc biệt là khu đô thị Thuận An, để tạo ra một cái sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế biển. Chúng ta cần phải tạo ra sự minh bạch và kiên quyết trong việc thực thi các cái xử lý các cái dự án tồn đọng kéo dài, để tạo ra một cái sự công khai, minh bạch và cái môi trường đầu tư hợp lý hơn. Các ý kiến cũng thảo luận đề xuất liên quan đến 15 nhiệm vụ trọng tâm khác mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhấn mạnh cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện, trong đó tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý các dự án đầu tư ngoài ngân sách, đẩy nhanh tiến độ thực hiện giai đoạn 2 dự án di dời dân cư giải phóng mặt bằng khu vực 1 kinh thành Huế và các dự án trọng điểm đã được chấp thuận đầu tư. Đẩy mạnh xúc tiến kêu gọi đầu tư, phấn đấu đến cuối năm thu hút từ 7 đến 10 dự án với tổng vốn đăng ký khoảng 2.000 đến 3.000 tỷ đồng. Nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy Đảng, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực thi công vụ. Tại hội nghị, các đại biểu cũng được nghe trưởng ban tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Khánh Hùng quán triệt nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị khóa 10 về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới. Nghe phó chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình quán triệt các văn bản mới của Trung ương và tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới, định hướng chiến lược phát triển ngành dầu khí Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035, công tác chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phổ biến giáo dục pháp luật, truyền thông dự thảo chính sách cho báo cáo viên pháp luật, công chức pháp chế. Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương Nguyễn Thanh Tịnh chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các tỉnh thành phố trên cả nước. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe quán triệt một số nội dung cơ bản, những nhiệm vụ giải pháp tại quyết định số 279 của Thủ tướng Chính phủ về đề án nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2024-2030. Đề án nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2024-2030, kỹ năng xử lý khủng hoảng truyền thông trong quá trình thực hiện truyền thông, dự thảo chính sách pháp luật, kỹ năng phổ biến giáo dục pháp luật trên mạng xã hội. Hội nghị nhằm nâng cao năng lực chất lượng của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật và công chức tham mưu quản lý nhà nước về phổ biến giáo dục pháp luật của các sở ban ngành đoàn thể, qua đó đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật tại các địa phương. Sáng qua tại thành phố Huế, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an Việt Nam phối hợp với Cục Điều tra Hình sự Bộ Công an Trung Quốc tổ chức hội nghị triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm mua bán người năm 2024. Đại tá Vũ Văn Đấu, Cục trưởng Cục Hình sự Bộ Công an Việt Nam và ông Trần Sĩ Cử, Phó Cục trưởng Cục Điều tra Hình sự Bộ Công an Trung Quốc chủ trì hội nghị. Báo cáo tại hội nghị cho biết, thời gian qua, tình hình hoạt động của tội phạm mua bán người trên thế giới và khu vực vẫn còn diễn biến phức tạp, có xu hướng gia tăng với phương thức thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi xảo quyệt. Đặc biệt trên tuyến biên giới Việt Nam Trung Quốc, tội phạm mua bán người lợi dụng mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước về kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội cùng với chính sách mở cửa và hội nhập kinh tế quốc tế, quan hệ lâu đời vùng giáp biên để hoạt động phạm tội. Hàng năm, các cơ quan chức năng Việt Nam phát hiện xử lý hàng chục vụ án mua bán người, trong đó chủ yếu là tội phạm mua bán người sang Trung Quốc. Dự báo trong thời gian tới, tình hình tội phạm mua bán người từ Việt Nam sang Trung Quốc vẫn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ gia tăng. Để ngăn chặn hiệu quả tội phạm này, Việt Nam và Trung Quốc cần duy trì chặt chẽ công tác phối hợp, triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm mua bán người trên toàn lãnh thổ của mỗi quốc gia. Tại hội nghị, ngoài việc đánh giá về tội phạm mua bán người, các đại biểu tham dự còn nghe trình bày về tình hình và kết quả hợp tác phòng chống tội phạm mua bán người giữa công an hai nước Việt Nam Trung Quốc, một số nội dung trọng tâm sẽ triển khai trong đợt cao điểm tấn công tội phạm mua bán người qua biên giới năm 2024. Các bên thảo luận bàn bạc thống nhất những nội dung trọng tâm hợp tác sẽ triển khai trong đợt cao điểm sắp tới của công an hai nước. Chuyển sang những tin tức khác. Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết, trong 6 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 600 triệu đô la Mỹ, tăng 17,4% so với cùng kỳ và đạt 46,2% kế hoạch. Các hàng hóa xuất khẩu chủ yếu như hàng nông thủy sản ước đạt 33 triệu đô la Mỹ, giảm 10,8% so với cùng kỳ, hàng công nghiệp chế biến ước đạt 484 triệu đô la Mỹ, tăng 17% so với cùng kỳ. Trong đó sơ sợi dệt các loại ước đạt 120 triệu đô la Mỹ, gỗ và sản phẩm gỗ ước đạt 51 triệu đô la Mỹ. Các hàng hóa khác như hương và bột hương, bia, rượu sake, hàng thủ công mỹ nghệ, bao bì xi măng ước đạt 83 triệu đô la Mỹ, tăng 38%.
hàng hóa xuất khẩu của Thừa Thiên Huế có mặt tại 45 quốc gia trên thế giới. Tổng kim ngạch nhập khẩu ước đạt 314 triệu đô la Mỹ, giảm 4,8% so với cùng kỳ và đạt 46,2% kế hoạch. Nhóm hàng cần nhập khẩu là nguyên phụ liệu dệt may mặc, máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng, hàng hóa khác như thạch cao, thép, hóa chất, linh kiện điện tử, nguyên phụ liệu sản xuất bia. Báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã thành lập mới thêm 8 hợp tác xã và có nhiều chính sách hỗ trợ cho các hợp tác xã phát triển. Theo đó, đến nay, trên địa bàn tỉnh có 324 hợp tác xã, trong đó có 231 hợp tác xã nông lâm ngư nghiệp, 54 hợp tác xã công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và lĩnh vực khác, 32 hợp tác xã vận tải, 7 quỹ tín dụng nhân dân. Tổng số thành viên của các hợp tác xã ước đạt 173.400 thành viên. Nhìn chung, kinh tế tập thể và hợp tác xã tiếp tục được củng cố, phát triển và có sự đổi mới về nội dung hoạt động, mô hình tổ chức phù hợp quy định, đóng góp quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế và ổn định xã hội của địa phương. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định số 2901 giao dự toán bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh năm 2024 cho cấp huyện, trong đó có bố trí 3 tỷ đồng hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể. Ngoài ra, tỉnh dự kiến bố trí 3 tỷ đồng từ nguồn đầu tư ngân sách trung ương hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng và chế biến sản phẩm theo chủ trương đầu tư dự án hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh tại nghị quyết số 97 cho huyện Phong Điền, A Lưới và thị xã Hương Thủy. Phần cuối chương trình là các tin tức hoạt động trên địa bàn. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu Hồng Vân và chính quyền địa phương tổ chức khởi công xây dựng hai nhà đại đoàn kết cho các gia đình thuộc hai xã Hồng Thủy và Trung Sơn, huyện A Lưới. Gia đình ông Quỳnh Tham, trụ tại thôn A Đen Ba Leng 1, xã Trung Sơn và gia đình bà Hồ Thị Hương, trụ tại thôn Kê 1, xã Hồng Thủy là hai hộ nghèo thuộc diện đặc biệt khó khăn về nhà ở. Sau khi khảo sát, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế đã lựa chọn hai gia đình để hỗ trợ xây dựng với kinh phí mỗi ngôi nhà trị giá 50 triệu đồng. Ngoài ra, trong quá trình xây dựng, đồn biên phòng cửa khẩu Hồng Vân sẽ cắt cử cán bộ chiến sĩ trực tiếp tham gia giúp ngày công lao động nhằm đảm bảo chất lượng đúng tiến độ. Sáng qua, Liên đoàn Lao động thị xã Hương Trà phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà mái ấm công đoàn cho đoàn viên Nguyễn Thị Thắng ở tổ dân phố Thanh Lương 3, phường Hương Xuân. Chị Nguyễn Thị Thắng là đoàn viên công đoàn cơ sở trường mầm non Hương Xuân, có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Ngôi nhà chị đang ở cùng với gia đình hiện đã xuống cấp nhưng không có đủ kinh phí để xây dựng. Thông qua nguồn quỹ mái ấm công đoàn, dịp này Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao 40 triệu đồng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Hương Trà trích quỹ vì người nghèo hỗ trợ 50 triệu đồng và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hương Xuân hỗ trợ 10 triệu đồng cộng thêm sự tích góp và sự giúp đỡ của người thân. Dự kiến mái ấm công đoàn sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng vào giữa tháng 10 năm 2024. Tại xã Điền Môn, Ban Thường vụ Huyện đoàn Phong Điền phối hợp với Đoàn Trường Đại học Nghệ thuật, Đoàn Trường Đại học Nông Lâm, Chi đoàn Bảo Thừa Thiên Huế cùng với các đơn vị doanh nghiệp tổ chức lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2024. Chiến dịch diễn ra đến hết tháng 8 với 11 chỉ tiêu trọng tâm như xây dựng mới 1 đến 2 nhà nhân ái, nhà khăn quàng đỏ, trồng mới ít nhất 500 cây xanh, hỗ trợ nâng cao năng lực số cho ít nhất 350 lượt thanh thiếu nhi và người dân, tập huấn kiến thức khởi nghiệp cho ít nhất 750 lượt đoàn viên thanh niên, giới thiệu việc làm cho ít nhất 100 thanh niên, tổ chức cho 200 lượt thanh thiếu nhi tham gia các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế, hỗ trợ cho ít nhất 200 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Cùng nằm trong các hoạt động tại chiến dịch hè, Đoàn Trường Đại học Nghệ thuật, Đoàn Trường Đại học Nông Lâm và Chi đoàn Bảo Thừa Thiên Huế triển khai vẽ tranh tường bích họa tại các điểm trường mầm non tiểu học và trung học cơ sở ở xã Điền Môn gắn với mô hình cùng trẻ trải nghiệm về mỹ thuật. Ra quân thực hiện công trình tuyến đường cây xanh thanh niên và vệ sinh môi trường phản quang bụi rậm, khởi công công trình nhà nhân ái, thực hiện công trình sửa chữa nhà ở cho hộ cận nghèo, khánh thành công trình vườn cây xanh thanh niên, khởi công xây dựng hai công trình khu vui chơi rèn luyện giáo dục thể chất, tặng con giống và tập huấn quy trình chăm sóc con giống cho các hộ gia đình, tặng 20 suất quà cho các gia đình chính sách và học sinh nghèo vượt khó, tặng 200 áo phông cho học sinh. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, tỉnh Thừa Thiên Huế đã tích cực triển khai nhiều hoạt động nâng cao thể chất và tinh thần cho người cao tuổi, đặc biệt là người cao tuổi ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong đó, hoạt động chăm sóc sức khỏe người cao tuổi thuộc dự án 7 chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, gọi tắt là dự án 7, bước đầu triển khai có hiệu quả.
Nhờ vậy, nhiều người cao tuổi dân tộc thiểu số được tiếp cận tốt hơn với các dịch vụ y tế và được chăm sóc cải thiện, nâng cao sức khỏe. Đây là một buổi giám sát hoạt động triển khai chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ khám sức khỏe, sàng lọc một số bệnh thường gặp ở người cao tuổi tại xã Hương Sơn và xã Thường Lộ thuộc huyện Nam Đông của Chi cục Dân số tỉnh. Những người cao tuổi chủ yếu là người đồng bào dân tộc thiểu số được đội ngũ y bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Nam Đông khám sức khỏe tổng quát, kiểm tra huyết áp, làm xét nghiệm đường máu mao mạch và được tư vấn, lập hồ sơ quản lý sức khỏe. Các hoạt động tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và qua các buổi tuyên truyền lưu động tại các thôn được triển khai từ tuyển huyện đến tuyển xã. Hoạt động đã nhận được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể địa phương, đặc biệt là sự tham gia của người cao tuổi tại địa bàn. Có 675 trong tổng số 1.266 người cao tuổi trên toàn huyện Nam Đông, chiếm tỷ lệ 53,3% được khám sức khỏe, sàng lọc một số bệnh thường gặp. Đảng nhà nước rất là quan tâm đó, về chăm sóc những người cao tuổi. Các chú các bác cũng được trong trạm y tế thì được khám chữa bệnh thường xuyên, được chăm sóc. Trường hợp những người mà đau ốm thì không đi được cả nhà là bên trạm đó, là thường xuyên về cả nhà khám bệnh và chữa bệnh cho chú các bác. Dân cư đồng bào dân tộc thiểu số nên là dân trí còn thấp, đời sống còn nghèo, việc ăn uống theo chế độ dinh dưỡng thì còn rất là hạn chế. Nhưng có sự quan tâm chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân xã thì công tác chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi được thực hiện tốt hơn ở trạm mạng lưới y tế công cộng, thì chăm sóc người cao tuổi thì cũng được Ủy ban Nhân dân xã quan tâm chỉ đạo đến các mạng lưới y tế cơ sở. Chính quyền địa phương thì đặc biệt quan tâm chăm lo, đặc biệt là liên quan đến khám chữa bệnh, sàng lọc như các chương trình dự án khác đều được triển khai thực hiện khá đồng bộ, và giải quyết liên quan đến chế độ chính sách khác thì đến thời điểm này 100% các đối tượng là người cao tuổi đều được hưởng chế độ chính sách từ Đảng nhà nước. Chăm sóc, nâng cao sức khỏe người cao tuổi thích ứng với gia hóa dân số nhanh thuộc dự án 7, chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 được thực hiện trên địa bàn tỉnh. Định kỳ hàng năm, Chi cục Dân số tỉnh tổ chức truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ khám sức khỏe, sàng lọc một số bệnh thường gặp ở người cao tuổi nhằm tăng cường tuyên truyền, vận động khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi trên địa bàn tỉnh, đặc biệt tại các huyện vùng sâu vùng xa. Các trạm y tế đóng vai trò tham mưu Ủy ban Nhân dân xã ban hành kế hoạch khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi hàng tháng, chuẩn bị nội dung tuyên truyền phổ biến kiến thức về rèn luyện thân thể, tăng cường sức khỏe và phòng bệnh, hướng dẫn người cao tuổi các kỹ năng phòng bệnh, chữa bệnh và tự chăm sóc sức khỏe. Các trạm y tế thống kê và đánh giá người cao tuổi tại địa phương về số bệnh, nhóm bệnh thường gặp ở người cao tuổi để đánh giá mô hình bệnh tật tại địa phương. Lãnh đạo trung tâm đã cùng với địa phương, các trạm y tế nỗ lực đến từng xã để thực hiện cái công tác khám sàng lọc và cái tư vấn về chăm sóc sức khỏe cho địa bàn huyện. Những người dân trên địa bàn huyện có thể nói rằng là cái công tác này thì tuy là mới bước đầu nhưng nó mang lại cái hiệu quả về cái nỗ lực cái phát hiện một số bệnh tiềm ẩn của người cao tuổi trên địa bàn. Cái vấn đề an sinh xã hội của người cao tuổi tại vùng sâu vùng xa thực tế là cũng chưa tốt. Xu hướng gia đình hạt nhân cũng làm cho cái vấn đề chăm sóc người cao tuổi hiện nay cũng gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt người cao tuổi ở vùng sâu vùng xa thì cũng mắc rất nhiều bệnh kép, ví dụ bệnh đái tháo đường, cao huyết áp, COPD và bệnh ung thư v.v. Và cái chất lượng chăm sóc y tế người cao tuổi hiện nay cũng rất khó khăn. Trong những năm qua, Trung tâm Y tế huyện A Lưới xây dựng triển khai nhiều hoạt động chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ khám sức khỏe, sàng lọc một số bệnh thường gặp ở người cao tuổi. Tuy nhiên, kết quả báo cáo số liệu 4 tháng năm 2024 của huyện A Lưới cho thấy, tỷ lệ người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ đạt thấp, chỉ đạt ở mức 24,6%. Ngành dân số cùng chính quyền các địa phương trên địa bàn huyện đã không ngừng đổi mới nội dung, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động về công tác dân số, công tác chăm sóc người cao tuổi, thay đổi hành vi, tạo môi trường xã hội, ủng hộ và tham gia chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Hệ thống cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng chống bệnh không lây nhiễm, khám chữa bệnh cho người cao tuổi được củng cố, phát triển, từng bước xây dựng mô hình chăm sóc sức khỏe dài hạn cho người cao tuổi. Các trung tâm y tế huyện và trạm xã của thị trấn
đã quan tâm rất nhiều các cái là khám chữa bệnh cho cao tuổi chúng tôi. Khi mà triển khai dự án và những cái hoạt động năm gần đây thì khó khăn nhất của trung tâm và cũng như là ở xã đó là cái ý thức chăm sóc sức khỏe của các cụ chưa được tốt. Để trong những thời gian đến thì trung tâm y tế cũng chỉ đạo xã làm sao mà tăng cường công tác tuyên truyền vận động để cho người cao tuổi để hiểu hơn về cái tầm quan trọng khi đi khám sức khỏe định kỳ và phát hiện được những cái bệnh lý của mình để có cái điều trị để mục đích để làm sao mà cái chất lượng cuộc sống là ngày càng đi lên. Từ hỗ trợ của chương trình mục tiêu quốc gia trong dự án 7 là nâng cao chất lượng dân số vùng sâu vùng xa, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi thì cũng cần sự vào cuộc cả hệ thống chính trị và đặc biệt là sự phát triển đồng bộ kinh tế văn hóa xã hội. Có như vậy thì vấn đề chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ngày càng tốt hơn và bền vững. Việt Nam đã có luật người cao tuổi, các chính sách pháp luật về chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng và khám chữa bệnh bảo hiểm y tế được thực hiện hiệu quả, nhất là đối với các đối tượng người cao tuổi thuộc hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại tất cả các cơ sở y tế ở các tuyến trong tỉnh. Những nỗ lực của ngành y tế hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống và bảo vệ sức khỏe người cao tuổi, nhất là người cao tuổi neo đơn, người cao tuổi thuộc diện nghèo là đồng bào thiểu số, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống cho người cao tuổi và nâng cao nhận thức của cộng đồng về trách nhiệm và tầm quan trọng của công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Còn bây giờ là thông tin thời tiết trong ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau. Thời tiết tại Thừa Thiên Huế mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối vùng núi có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 38 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, độ ẩm từ 53 đến 90%. Thời tiết biển không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 4, sóng biển cao 0,5 đến 1,5 m.